phẫn nộ. Mũi lòng thương muốn giúp cô bán chổi, thế nhưng người phụ nữ rơi ngay vào bất lực chỉ vì hành động không thể chấp nhận này. Có hai cái nhà thôi, xin mời xin anh ơi, xin mời mời giúp anh. Tớ mệt quá, tớ đi làm rồi. Có một cái thôi. Không. Có thể thấy đây là tình trạng không hiếm gặp đối với những người bán hàng dạo. Lúc đầu có thể vì mủi lòng thương nên giúp đỡ, nhưng với hành động thừa dịp ép mua thêm thế này thì đúng là khiến nhiều người có lòng giúp ngao ngán và phẫn nộ vô cùng. Chỉ mong thuận mua vừa bán, chứ như này thì đúng là không thể chấp nhận nổi rồi.